uống collagen trước khi lên hình cả nhà ơi. Hello anh trai. Này, Vanessa sẽ mỗi ngày mặc một cái áo dài cho quý vị. Áo dài hôm qua là logo Gucci này, LV này, rồi Chanel này. Thì cái loại đấy 19 đồng 99, còn cái loại này cũng 15 đồng thôi quý vị ơi. Loại này là 3D, lụa 3D. Đó thì mỗi một quý vị cứ cho em số đo này, chiều cao, cân nặng, và xà sẽ chọn đúng size cho quý vị. Tại vì không thể nói được là tôi lấy size size S, size M, size L gì hết. Tại vì ở bên Việt Nam họ may buồn cười lắm. Có cái size S thì mặc vừa, có cái size S thì mặc không vừa, mà size M, thậm chí size M cũng vậy. Có cái vừa, có cái không vừa đó quý vị. Họ may cái kiểu gì ấy, nó không có đều á cả nhà. Đó cho nên là quý vị Ba Sàn cứ thử xong cái đầm đó rồi Ba Sàn sẽ tự biết được quý vị sẽ mặc vừa size nào. Tại vì mình sẽ lấy cái cân nặng đó, cân đo của quý vị. Ba Sàn cao 1m6, nặng có 110, hơn 10 bình thường 110 pound đó quý vị. Đó thì hôm nay sẽ lên chia sẻ cho quý vị tin 6 tiểu bang mới. Olivia, Olivia ơi, người dáng đẹp thế lo gì, Olivia mà mặc áo dài đẹp lắm luôn á, Oli ơi. Đó thì em sẽ chia sẻ thêm cho quý vị này, 50 tiểu bang lịch nhận Snap Food là emergency thì là chắc chắn là quý vị cái tiền đấy thì quý vị nào cũng không ngạc nhiên rồi. Nhưng mà đợt này chúng ta sẽ được gửi thêm 391 đồng của chương trình gọi là PEBT. Không ai nghĩ là PEBT cho đến giờ này lại vẫn còn. Nhưng mà chỉ có trên 6 tiểu bang đang được nhận chương trình thì thôi, đã chính thức thông báo trong ngày hôm nay đó là những tiểu bang nào và ngày nhận là ngày nào và độ tuổi nào sẽ được nhận dưới 6 tuổi K12. Đó thì những cái tiểu bang đó thì em sẽ đọc cho quý vị nha, và cái ngày để mà gửi tiền ra và cái đường link sẽ để vào đây cho quý vị luôn. Đó thì đây là một cái tin rất là vui khi mà cho đến giờ phút này mà vẫn còn PEBT đó. Còn cái tin thứ hai thì Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị, đó là cái bài diễn văn của bà Pelosi sau khi mà chính thức Cộng hòa đã chiếm được Hạ viện. Thì bà Pelosi đã nói gì, bà ấy đã đưa ra những cái gọi là giống kiểu cảm nghĩ cảm xúc khi khi mà đã ở trong Hạ viện gần đấy năm trời đó quý vị. Rồi bây giờ thì rất nhiều người đã nói là bà ấy sẽ về hưu, như hôm trước bà hôm qua bà đã chia sẻ cho quý vị đó, bà không có về hưu đâu đó. Vậy thì bà sẽ làm với cái vị trí ra sao và sẽ làm đến lúc nào, và tình hình chạy chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đến đâu rồi. Và hôm nay thì có một số những cái tin tức mới, bên đảng Dân Chủ dân biểu chính thức đã đưa ra một cái form để mà ngăn cản ông Trump không cho ông ấy tranh cử. Thì cái form đấy là form gì, liệu họ có làm được hay không, và các cái con đường tiếp theo là gì, đó sẽ chia sẻ qua cho quý vị. Những cái nội dung chính của ngày hôm nay là như vậy. Bây giờ em sẽ đọc cái chương trình tiền cho quý vị trước nha. Cảm ơn cả nhà đã vào ủng hộ Vanessa. Chia sẻ xong rồi em sẽ giao lưu với quý vị. Thì hôm nay tí nữa em còn có mấy cái chương trình sale đó, thì tại vì đợt này là Thanksgiving này rồi thì kèm theo cả sắp sửa Christmas thì rất nhiều người thích có quà đó. Thì Vanessa có cả những quà bự luôn, là chăn mền Hàn Quốc luôn, quý vị có thể dùng để trải phủ lên. Cái hôm trước bán mền điện cho quý vị, mọi người bảo là không giặt được sợ nó bẩn đó, thì quý vị quên không dặn quý vị là quý vị phải trải một cái ga lên trên đó rồi hãng nằm đó, thì không bao giờ sợ nó bị bẩn cả, tại vì chăn đó nó không có giặt được nha quý vị, chăn mền điện đó đó. Thì em sẽ sell cho vị hẳn cái mền Hàn Quốc đấy với cái đơn bao nhiêu tiền đó, rồi rất nhiều các chương trình sale khác, kem chống nắng cũng tặng quà cho quý vị với cái đơn bao nhiêu tiền, rồi mặt nạ mới về loại một hộp 10 miếng mà của Hàn Quốc luôn, xịn sò luôn, là Essence mặt nạ luôn, 25 đồng một hộp, cũng sale cho quý vị luôn, không không cần bán, cho tặng luôn. Với những cái đơn hàng với cái mức tiền thấp nhất đều được tặng. Đấy, đợt này là quà tặng tóe loe luôn, em sẽ cái hộp nó rất là đẹp cho nên em sẽ bọc giấy đính các thứ vào cho quý vị, đẹp lắm luôn. Tí nữa do chia sẻ xong tin tức thì vào chia sẻ cái đó cho quý vị nha. Đó, bây giờ sẽ là tin về tiểu bang được cái chương trình 391 đồng này nha, sẽ đọc cho quý vị này. Thì thực ra cái chương trình PEBT, EBT thì như chúng ta đã biết là cái chương trình emergency mà food, snap food đó, thì tất cả các 50 tiểu bang thì tiểu bang nào hàng tháng chúng ta cũng có lịch nhận rồi, và hiện tại cho đến bây giờ thì lịch hàng tháng của các tiểu bang cũng vẫn có. Ví dụ như là ví dụ này, ví dụ như là Colorado thì bắt đầu nhận từ ngày 5 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 11 là nhận chương trình
gọi là snap food đó quý vị, emergency allotment for November là ngày đấy. Rồi Connecticut là ngày 16 tháng 11 bắt đầu quý vị nhận này. Delaware ngày 22 tháng 11 này, Washington DC thì vẫn như hàng tháng quý vị nhận thôi, do người ta dùng cái từ regular schedule đó. Illinois thì vào ngày 21 đến ngày 29 tháng 11 này, Louisiana là ngày 15, à ngày vào ngày 5, ngày 12, ngày 19 và ngày 3 tháng 12. Đó là ba bốn cái thời điểm để cho tiểu bang này nhận này. Maryland thì từ ngày 4 cho đến ngày 23 trong các ngày đó của tháng 11 này. Michigan là ngày 12 cho đến ngày 21 tháng 11 này. New Hampshire là ngày 3 tháng 11 cho đến 18 tháng 11 này. New Jersey 1 tháng 11 đến ngày 5 này. New Mexico. Nói chung tất cả những cái tiểu bang này quý vị nhận cái chương trình Emergency Snap Food này như nào thì bây giờ quý vị nhận lại y hệt như vậy luôn. Và đây là một cái điều đặc biệt mà ở trong 6 tiểu bang họ đưa ra cho quý vị. Người ta dùng cái từ là PEBT, có nghĩa là gì? Là pandemic. Thì quý vị đã biết là cái chương trình PET này nó chỉ xảy ra từ cái đợt Covid đó, rồi trong 2 cái năm đấy quý vị phải đủ điều kiện này, nếu như quý vị không phải là nằm ở trong cái chương trình được giảm bữa ăn hoặc là được miễn phí bữa ăn thì quý vị income cao thì quý vị sẽ không có đủ điều kiện để nhận. Đó thì bây giờ họ đưa ra tiếp cái chương trình này được nhận nha. Cụ thể là sẽ được nhận trong vòng tháng 11 và tháng 12. California và tiểu bang thứ hai Texas, tiểu bang thứ ba là Colorado, tiểu bang thứ tư là Georgia, tiểu bang thứ năm là Nebraska, tiểu bang thứ sáu là Oregon đó. Và California thì quý vị sẽ tiếp tục nhận cho các chương trình của ca khối ca K-12 đó quý vị, là K-12 đó, từ tháng 11 cho đến tháng 12 với cái số tiền nhận nhận một lần quý vị nha là 391 đô la đó. Thế còn California thì hiện tại cái chương trình Summer Benefit đó, thì cái chương trình đấy họ cũng nói là họ đã gửi cái gọi là quý vị đã nhận 2.0 rồi này, bây giờ tiếp tục lên tới 3.0 là chương trình PPT đại trà đó, thì bây giờ họ đang xét duyệt cái chương trình đó nữa và nó đang bị pending, nếu mà được nữa thì quý vị lại tiếp tục nhận cái chương trình đó nữa. Còn cái chương trình 391 một lần này là gọi là của đợt đợt năm nay đó, là bắt đầu quý vị bây giờ quý vị sẽ được nhận tiền đó. Texas thì họ cũng chính thức đưa ra cái thông báo rồi là của chương trình U6 cho đến K12 là U6 có nghĩa là under 6, dưới 6 tuổi đó quý vị. Và cũng nhận một lần chương trình PEBT thì luôn với giá trị cũng là 391 đô la. Đó, và cũng được đưa ra cái payment là end of November và tháng 12, cuối tháng 11 và tháng 12 quý vị nha. End of November và December đó quý vị. Đó, thế còn chương trình của tiểu bang Colorado. Colorado thì họ sẽ gửi ra cho quý vị cũng một lần lãnh 391 đồng vào middle December, có nghĩa là vào giữa tháng 12. Đó, còn tiểu bang Georgia thì cũng sẽ nhận được 391 đồng một lần nhận vào tháng 12, lịch đã được ấn định rồi. Tiểu bang Nebraska thì cũng được nhận 391 đồng vào một lần nhận vào tháng 12. Và tiểu bang Oregon thì sẽ nhận chậm hơn là delay. Nó cũng không hẳn là delay, có thể là do cái ngân sách nó về cái tiểu bang đó chậm hơn đó quý vị, thì tiểu bang Oregon sẽ nhận vào tháng 1 cơ. Đó. Thì đây là những cái tiểu bang mà được thêm cái chương trình gọi là PPT đã đưa ra cái lịch nhận tiền đó quý vị. Đó, thế còn lại là có thể những tiểu bang khác họ không đăng ký là do tiểu bang quý vị nha, chứ không phải là tiểu bang nào tôi cũng bắt buộc phải được cái phần này, hoặc là họ đăng ký nhưng mà nó còn chưa có được approve vì họ đăng ký sau, họ đăng ký muộn, đăng ký trễ đó quý vị, chứ không phải là tại sao tiểu bang đó được mà tiểu bang của tôi không được, chính phủ không công bằng, là không phải, tại vì chương trình này là do tiểu bang của quý vị, thống đốc của quý vị họ quyết định, họ nộp đơn, họ đăng ký, họ xin rồi họ được duyệt hay không thì để nhìn vào đó thì họ sẽ gửi cái thông báo approve, sau khi approve thì sẽ có cái lịch nhận tiền đó. Ok, thì hôm nay tin về về tiền 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 nó chỉ có tin vậy thôi. Thế còn về vấn đề của ông Trump và bà Pelosi thì em sẽ đọc qua cho quý vị một tí xíu về bà Pelosi nha. Bà Pelosi thì như chúng ta đã biết là hôm nay bà có một cái bài gọi là lời lời tạm biệt đi. Thì thực ra tạm biệt là tạm biệt cái ghế của bà thôi, bà không còn là diễn giả Nancy Pelosi nữa, nhưng mà bà ấy sẽ coi như là vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp đó. Thực sự thì rất là buồn cười khi mà bà ấy xả
Nghe đến cái thông tin là bà Pelosi hôm nay sau cái bài phát biểu của bà ấy, bà ấy vẫn khẳng định một lần nữa cho quý vị những ai còn nghi ngờ, tại vì mấy hôm trước báo chí phỏng vấn bà đã nói rồi, bà đã nói với quý vị là không, tôi không có nghỉ hưu, tôi không có phán quyết một cái điều gì trong cái lúc này cả, tôi phải chờ khi nào mà họ đã bên bên đảng Dân Chủ chính thức thua thì lúc đấy tôi mới lên tôi tuyên bố đó. Thì bây giờ bà đã chính thức bà tuyên bố bà sẽ ở lại, quý vị ơi, bà sẽ tiếp tiếp tục cái con đường sự nghiệp nhưng mà không còn ở cái vị trí là tranh cử nữa. Đó có nghĩa là bây giờ bà ấy lùi lại rồi, bà chỉ còn là đứng ở trong hàng ngũ của đảng Dân Chủ mà vẫn cứ tiếp tục để tham gia vào các cái gọi là giống như kiểu là cứ tồn tại như vậy thôi, chứ còn không có tôi phải đăng ký vào cái chương trình nọ để tham tham chiến hay là tranh cử nọ kia đó. Thế nhưng mà bà cũng xác định là next Congress term á, có nghĩa là trong cái lần công bố của cái quốc hội của đợt tới thì sẽ quý vị sẽ không nhìn thấy tên của bà ở trong những cái danh sách địa vị rồi tranh chấp hay là tranh cử gì nữa. Coi như là cái lời nói đó cũng đồng nghĩa với việc là bà sẽ gì, bà sẽ về vườn. Chỉ có điều là hiện tại chỉ tự dưng bây giờ mấy hôm trước phỏng vấn nói như vậy, tự dưng bây giờ để bảo là tôi về hưu tôi xin nghỉ thì thấy nó rất là nó giống như kiểu là một cái điều mà bất ngờ đối với rất nhiều người đó, cho nên là bà muốn không làm những cái điều đấy cho mọi người thì bà sẽ cứ ở lại, và bà còn dựa vào là tại sao là bà tiếp tục là vì bà còn được cái sự tín nhiệm quá là cao đó, thậm chí bà còn nghĩ là nếu như mà bà tiếp tục chạy đua cái chức 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 vị của bà ấy, thì bà nghĩ là bà vẫn còn cái cơ hội nha quý vị. Đấy thì quý vị biết một điều là bà quá già rồi, 82 tuổi thì coi như là một cái độ tuổi mà ở Việt Nam thì gọi là ông cụ bà cụ luôn rồi, thế nhưng mà ở bên Mỹ họ vẫn là những người mà thậm chí là nghe cái giọng của bà phải nói là mặc dù là mình không có ưa thích gì những cái âm mưu rồi những cái chính sách các thứ của bên phía bà, nhưng mà thực sự là cái giọng nói của bà ấy, bái phục luôn đó quý vị. Cái giọng nói nó vẫn còn sang sảng, nói tiếng Anh rất là hay luôn và nghe rất là dễ nghe, y như giọng ông Trump cũng vậy á. Có hai cái người mà phải nói là ông Trump nói cũng thế, nói tiếng Anh rất dễ nghe quý vị, chứ còn nhiều người nói tiếng Anh cũng không nghe được đâu quý vị. Nhưng mà bà Pelosi với cả ông Trump á, ông Trump thì cũng già lắm rồi nhưng mà so với cái đội ngũ của ông Mitt với ông Joe Biden thì ông vẫn còn trẻ hơn, còn so với bà Pelosi thì không nói làm gì rồi, bà đã là đầu tám thì không nói rồi, tám mấy rồi đó. Thì hôm nay họ cũng nói qua, bà cũng phát biểu qua về gia đình sự nghiệp các kiểu đấy, rồi bây giờ bà ấy cũng đưa ra những cái gọi là niềm tự hào khi mà sinh ra ở một cái gia đình có cái sự gọi là truyền thống làm cán bộ ở bên Việt Nam, nói nôm na từ cán bộ cho dễ hiểu đó. Thì bây giờ bên này thì gọi là bên Dân Chủ thì người ta hay dùng cái từ dân biểu đó, thì bà cũng nói về cái truyền thống đời gọi là cha truyền con nối đi đó. Thì bây giờ họ cũng nhiều người họ cũng nói là chỉ có một mình bà Pelosi mới giữ được cái kiểu mà ở Mỹ không bao giờ có luôn, có nghĩa là cái từ người ta dùng như ở Việt Nam dễ hiểu là cha truyền con nối đâu quý vị. Và mấy ngày vừa rồi thì cũng rầm rộ lên là thế thì liệu bà Pelosi về thì con gái bà có lên thay bà hay không. Thì cái điều này quý vị nghĩ là ở những cái nước khác á, hoặc là ở Mỹ, nhưng mà vào những cái thời kỳ trước, thậm chí kể cả ở Mỹ vào những cái thời kỳ trước thì nó cũng còn không xảy ra, chứ đừng nói là vào cái thời kỳ bây giờ, làm gì có cái chuyện cha truyền con nối cả nhà. Thế ví dụ như bây giờ ông Trump ông ấy lên làm tổng thống rồi tự dưng con ông cũng rất là giỏi giang, ví dụ như Ivanka mà rất nhiều người rất là ưa thích, và thậm chí còn có những cái tin đồn là Ivanka sẽ gì, sẽ tranh cử vào cái chức tổng thống vào năm 2024. Nhưng mà quý vị đã nghe thấy Ivanka trả lời rồi đó, một gáo nước lạnh luôn, là cô ấy sẽ gì, giống như là bây giờ cô ấy lại thích lùi về với cái vấn đề chăm sóc gia đình chứ còn không có muốn là quá căng thẳng với chính trị, ngay kể cả cái vấn đề mà đi theo cha như cái những cái năm thời 2016 ông ấy làm tổng thống đó, thì coi như là cô ấy là một cái cánh tay vô cùng đắc lực mà hỗ trợ cho cựu tổng thống Donald Trump, thì bây giờ cô ấy cũng không có muốn làm cái điều đó nữa, nhưng cô ấy vẫn tuyên bố một điều là cô sẽ gì, sẽ luôn luôn ủng hộ người cha của mình, chỉ có điều là không còn làm chính trị nữa, không còn sát cánh, không còn là cánh tay phải của người cha trong những cái thời kỳ 2016 2020 nữa, cô sẽ không làm ở cái vị trí đó nữa, là trả lời thẳng thừng với ba của mình luôn đó. Thế nhưng mà quý vị cũng phải thừa biết một điều là cha truyền con nối là ở Mỹ là không bao giờ có chuyện đó rồi, nhưng mà rất nhiều người ở bên đảng Dân Chủ vẫn hy vọng và vẫn nuôi một cái hoài bão về cái vấn đề là con của bà Pelosi sẽ lên thay bà. Thì trên thực tế nhiều người nói là bà giở vờ vậy thôi để cho mọi người quên đi á, sau đấy thì bà sẽ ngầm đào tạo con gái
toàn những cái kiểu phân tích ở đâu quý vị, nhưng mà thực sự là cũng có thể là xảy ra chứ không phải là không thể, tại vì là bên cái phía của dân chủ á, là nhiều người họ có cái tư tưởng như vậy lắm quý vị. Đó thì họ cũng nói là bà sẽ đào tạo cho con gái của bà và không phải thay bà ngay trong cái nhiệm kỳ này. Họ sẽ một cái ngày đẹp trời trong nhiệm kỳ tới và có thể là tự dưng là con gái bà sẽ lên và lúc đấy sẽ không có bị nói là gì là cha truyền con nối, nhưng mà trên thực tế là đã ngầm đào tạo và có cái ấp ủ cái âm mưu là như vậy. Họ dùng cái từ âm mưu đó quý vị. Đó thì thực ra nói về cái từ âm mưu thì cũng cũng không sai, tại vì một người mà có thể làm lãnh đạo của Hạ viện đến bây giờ mà lại đưa ra được mấy những cái lần luận tội các kiểu rồi đưa ra quá nhiều các cái chính sách các thứ, thì những người đó họ là một cái người đầu óc phẳng lì thì làm sao họ tồn tại được quý vị. Họ phải gì, họ phải âm mưu và mưu mô thôi. Riêng hai đảng phái với nhau thì đã cần phải âm mưu và mưu mô rồi, chứ đừng nói là một cái người mà như bà Pelosi đó. Thì thực ra thì rất nhiều người họ cũng mong là bà ấy đi về hưu, đi về chăm ông xã đi, để cho ông ấy đi lang thang. Nhiều người họ nói như vậy đó quý vị, nhưng thực tế thì nói thật là ở bên Mỹ này nó rất là phe về cái vấn đề freedom, tự do đó. Mặc dù là vợ chồng với nhau ấy, nhưng mà đến lúc người ta thông cảm được và người ta bận rộn ở một cái khía cạnh nào đó, người ta không còn care về cái chuyện tình cảm đâu quý vị ơi. Cho dù có đi thì chăng nữa, sau khi họ để cho đi. Còn cái chuyện mà hôm vừa rồi ông nêu sầm đó, một cái ông mà phải nói là thống đốc của Cali ấy, rất là đẹp trai, nhìn như diễn viên Hollywood luôn á, mà bà vợ thì hôm qua quý vị đã thấy rồi, cũng rất là xinh xắn luôn. Thế nhưng mà cũng bị cái tin đồn là tằng tịu với cái ông ở bên Việt Nam, dùng cái từ tằng tịu đó cả nhà, với cái ông đạo diễn rồi nhà làm phim đó quý vị, chứ không phải là ông ấy cưỡng hiếp. Thế nhưng bây giờ bà ấy vẫn vẫn kiện ông ấy với cái tính chất là cưỡng hiếp, thì để xem cái câu chuyện đấy nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà luật sư của ông kia thì nói là bà ấy đồng ý để làm cái chuyện đó, tại vì với một cái sự cưỡng hiếp nó phải là chênh lệch cơ, nhưng mà ông kia lại rất là có địa vị cao, lại còn có thể giúp cho bà lăng xê cho bà ấy lên được, thì cái điều đấy cũng có thể lắm quý vị. Cho nên họ vẫn đang điều tra để làm sáng tỏ là vì vậy đó. Cho nên ở Mỹ mà quý vị ơi, kể cả lấy nhau rồi chuyện đó là bình thường, bà xã không có ngạc nhiên, ngay cả bản thân của bà xã cũng vậy. Và chính vì vậy quý vị, người Việt và người Á đó, nhất là những cái người phụ nữ mà mới qua Mỹ thì sẽ rất là khó có thể chấp nhận được cái điều, ví dụ như chồng có cờ bạc đến mấy chăng nữa thì có thể là hứng chịu được, tại vì anyway nó cũng không có liên quan tới gái đúng không. Thế nhưng mà những cái người mà mới qua Mỹ, nhất là những người phụ nữ thục, gọi là hiền thục nhu mì á, thì họ có cái lòng chung thủy cao lắm quý vị, và họ rất là ghen tuông đó, thì sẽ có thể là họ sẽ không chấp nhận được cái điều đó. Ngay cả bản thân vé xào cũng vậy, không có chấp nhận được. Nhưng đến một cái ngày đẹp trời nào đó mà mà nó xảy ra với mình, thì quý vị thử nghĩ xem, quý vị nếu như quý vị mà chiều được chồng của quý vị thì không nói làm gì, nhưng nếu như quý vị không chiều được chồng của quý vị thì đấy là một cái lỗi của quý vị đúng không, thì quý vị phải chấp nhận thôi, tại vì mình là cái người không đủ bản lĩnh để mà chiều được chồng mình trong cái vấn đề đó, cho nên mình phải chấp nhận điều đấy. Và rất nhiều ở các cái cặp vợ chồng thậm chí họ dùng hình thức họ không có muốn ly thân ly hôn chẳng hạn, họ còn dùng cái hình thức là ly thân, gọi là ở cách xa nhau đó quý vị, nhưng họ vẫn còn cái ràng buộc kết hôn, và vì họ có con cái đó quý vị, chứ họ không có ly hôn nhau, nhưng mà họ vẫn đồng ý cho nhau đi với người này đi với người kia. Đấy là một cái thỏa thuận của họ trong hôn nhân đó, ở bên Mỹ này thì có luôn quý vị nha. Đó thì còn nói về ly hôn cũng vậy, không giống như bên Việt Nam mình là sẽ hận thù rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại nhau, hay là sau những cái sự đổ vỡ đấy thì sẽ có những cái hiềm khích khủng khiếp vô cùng đó, gọi là mày bì chây tao, mày phản bội tao thì mày sẽ phải trả giá nọ kia. Thế nhưng ở bên Mỹ không có chuyện đấy, giống như ngày xưa bà xã đã kể cho quý vị một câu chuyện gì đó, sau khi họ ly thân nhau thì gì, cái người kia mua một cái căn nhà ngay đối diện nhà chồng cũ luôn, và hai người vẫn cứ ôm hôn, hai người tình nhân mới với nhau trước mặt nhau luôn, thậm chí thỉnh thoảng còn làm một bữa tiệc vì có con chung đó quý vị. Hai cặp này đến cùng với dự tiệc với hai cặp kia là hai vợ chồng cũ đó, và đi lấy hai người mới, và họ ở ngay trước cửa nhà nhau luôn. Không, một cái điều rất là buồn cười, họ lại mua cái nhà hoặc là thuê là ngay cạnh cái nhà nhà chồng cũ, thì không hiểu là họ nghĩ gì, nhưng mà bên này cái tư tưởng của họ nó khác không quý vị, cho nên là nó rất là đơn giản ở cái chuyện đấy. Cho nên để mà nói, nhiều người nói là bà Pelosi bỏ bê ông ấy để cho ông đi bê tha các kiểu, có thể là họ ấy lại còn thích như thế luôn đó quý vị, để họ còn rảnh rơi, để họ còn làm cái công việc sự nghiệp của họ khi mà họ đã không có gì, không có thể đáp ứng được cái gọi là cái chức vụ, cái chức năng của một người phụ nữ, một người vợ.
Nhiều người như vậy lắm quý vị. Khi quý vị không đáp ứng được thì quý vị phải chấp nhận thôi. Quý vị đừng 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 chê là à đừng đừng oán trách là thằng chồng tôi nó thất nợ, thằng chồng cơ thế kia. Còn nếu mà một người phụ nữ, mình cũng là phụ nữ thì mình cũng không phải là mình chê phụ nữ. Bà xã cũng rất là tự tự trọng, có những cái người phụ nữ như vậy thì rất là tuyệt vời đó. Thế nhưng mà đành phải chấp nhận thôi, khi mà mình không có cái khả năng mà mình phục vụ hoặc là khéo léo, không đủ cái khả năng khéo léo để mà giữ được cái người chồng ở bên mình. Chứ còn nếu mà người phụ nữ khéo léo mà tốt đẹp trong những cái chuyện đấy, em bảo đảm với quý vị, chồng nó không có, kể cả là tính cách đi chăng nữa, nó thèm quá thì nó mới đi thôi. Chứ còn không phải là rồi nó còn bị gạ gẫm trong khi nó lại ở nhà nó không được ăn đủ. Thì quý vị thử nghĩ mà xem, đang đói thì tất nhiên là vớ được miếng mồi ngon thì phải ăn thôi. Chứ biết làm thế nào. Chứ trong khi nếu mà no lê ở nhà rồi á, thì kể cả miếng mồi ngon nó phải làm như thế nào lắm thì mới ăn thôi. Tại vì đã ăn no rồi mà quý vị ăn thêm tí nữa thì chắc là phải như thế nào, phải ngon lắm thì mới ăn đúng không? Chứ còn nếu như mà đói ơi là đói thì khéo khi chả ngon cũng sơi. Cho nên cái điều này á, thực sự là không muốn nói ra nhưng mà ở Mỹ này là thế đó quý vị. Ở Mỹ là thế, cho nên mọi người sang đây thì nhớ giữ được chồng nha, không giữ được chồng thì đừng kêu. Tại vì chuyện này chuyện bình thường lắm. Còn nếu như mà đi mà quý vị nói là tôi có thể kiện được thì cái đấy thì ok, đấy là coi như là hai vợ chồng không còn cái gì với nhau nữa rồi, thì quý vị đành phải làm cái điều đấy thôi. Coi như là tìm mọi bằng chứng này, thậm chí còn phải đi chụp, đi đi chụp chụp trộm hình hay là ghi băng, mua những cái bút ở trên Amazon nó bán đầy đó, gài vào trong xe kìa, úi rồi làm bằng chứng để đi ra tòa. Ở ngày xưa em đã kể cho quý vị câu chuyện đứa bạn của bé xài đó. Đấy, bắt được luôn. Úi rồi cài cái bút vào trong xe quý vị, rồi tiếng nét trong vắt luôn. Không biết nên là mua ở trên Amazon nó bán đó. Đấy là những cái điều mà Van Sa chia sẻ. Không, ở California là K12 đó, không phải chỉ có Âu Lì dưới 6 tuổi đâu. Kevin, anh chị Kevin Nguyễn ơi. Đó, anh Si Ba em cảm ơn này, chị Mai yêu dấu này, chị làm sao để thử áo dài được đây người đẹp ơi. Chị Lan đi đó có ở gần nhà em không? Chị chỉ cần cho em số đo chiều cao, cân nặng là em sẽ chọn cho chị đúng size luôn. Vá xà chọn chuẩn lắm. Nếu mà những ai đã từng mua nịt này, mua đồ đầm các thứ của Van Sa thì quý vị biết rồi đấy, cứ quý vị chọn thì y như rằng phải đổi lại, còn để cho Van Sa chọn thì 100% cứ cho Van Sa cân nặng chiều cao thì không chệch được một cái gì hết. Thậm chí em mang đồ em tặng cho rất nhiều quý vị mà cuối cùng các quý vị nói là trời ơi Van Sa ơi sao mà chọn chuẩn luôn đấy, thì mọi người mua, mọi người cứ cho em số đo là em sẽ chọn cho quý vị luôn. Không phải là một người khen là chọn chuẩn đâu mà rất nhiều người, tại vì Van Sa đợt vừa rồi bán hàng đã tặng đồ cho rất nhiều người, chỉ trừ những người mà không cho Vanessa chính thức cái cân nặng chiều cao thì mình không biết người đấy kiểu gì luôn, thì khó, thì không 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 có gửi được hàng được, gọi là phải phải biết được cân nặng chiều cao cơ quý vị. Trời ơi chị tí nào ngô lâu lắm nhìn thấy chị rồi. Đấy, em cảm ơn anh Mạnh Thôn nha, anh chị Kim Phạm yêu dấu, cảm ơn chị yêu. Chị Lan đi đỗ gần nhà em thì qua nhà em này thử test ten ten luôn, không thì cho em số đo chiều cao cân nặng là em sẽ cho quý vị áo dài đúng form của quý vị luôn đó. Là em chỉ bán áo dài không thôi nha, ai có nhu cầu mua quần thì đặt riêng, tại vì là thường là ai cũng có quần rồi, ít lắm mà quần áo dài thì quý vị không nên mặc màu nọ màu kia nha, chỉ nên mặc đúng hai màu thôi, là màu đen hoặc màu trắng, nó rất dễ mặc với toàn bộ các màu đen như bán già đang mặc cái này đó, màu đen như thế này hoặc là màu trắng, cùng lắm là quý vị chuyển sang màu hồng. Màu hồng cũng nhạt cũng được, chứ còn quý vị đừng có mua những cái màu xanh đỏ tím vàng, quần áo dài không mặc được đâu. Kể cả áo dài là màu xanh đỏ tím vàng đi chăng nữa, nhưng cứ với cái quần màu đen hoặc là màu trắng là quý vị hợp. Cho nên trong 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 cái tủ của quý vị thì chắc là ai cũng phải có một cái quần màu đen màu trắng rồi, hoặc là quý vị không cần phải mặc cái quần 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 dài thùng thùng đâu, cái quần legging á màu đen á đấy, quần đấy rất nhiều người, hoặc là quần jean nhưng mà nó bó đó, nó bó đó. Chứ quần loe thì không đẹp, phải mặc quần bó thì nó mới đẹp. Thế còn quần áo dài thì mặc ống đứng đó, thường là họ may ống đứng chứ bây giờ họ không mặc may ống loe, may ống loe như thời ngày xưa đó, giờ họ không có may đâu quý vị. Đấy thì thích lắm áo dài thì mặc, nói chung là đúng rồi, mặc áo dài vào nhìn cái con người nó khác hẳn cả nhà. Bình thường nhìn nhem nhem nhúc nhúc mặc áo dài vào không cần trang điểm nhìn người đã khác luôn rồi. Được thôi, đủ rồi, nên ông sẽ không đi muốn ăn đại bộ khác. Ôi rồi ôi anh Thắng Trần ơi, hơi bị nhầm nhọt sang chồng chọt luôn đó anh trai ơi, nhầm to đấy anh trai đó. Thì bây giờ
Hôm nay nhà em lại có khách này, chị chắc là sắp đến rồi, chị đến. Từ các chị khách này chính là cái người mà ngày trước kể cho quý vị đó, chẳng lẽ là tí nữa mà chị đến hoặc là chị đến bây giờ rồi thì rủ chị vào lên phỏng vấn với chị trên màn hình cho mọi người nghe. Chị là một cái nhân chứng của một cái người mà phải nói là nói chung là có rất nhiều các cái câu chuyện để cho mọi người mà ai lấy chồng Mỹ. Chị không phải đi theo diện định cư gia đình mà cũng kiểu dạng kết hôn giống hệt như bán sàn này, quý vị. Mà em đã kể cho quý vị nghe rồi đấy, thì ngày đấy em có thuê chị làm thêm đó, nhưng mà về sau cái ông chồng là ông lão già chống gậy luôn á, mà ông ấy có cái tính là ham muốn đấy, nửa đêm cũng dựng chị dậy luôn, không biết tuần 7 lần hay là 70 lần thì không biết luôn đấy. Nhưng mà chị phải chịu đựng cũng chỉ vì để nhận cái thẻ xanh, rồi sau khi nhận thẻ xanh xong lại chịu đựng tiếp để là quốc tịch. Thế nhưng mà chị này thì tiếng Anh thì rất là kém đó, tiếng Anh mà giỏi thì mà chị cũng nhiều tuổi rồi, ngày qua Mỹ thì chị mới có 50 thôi, thế nhưng mà nhiều tuổi so với Việt Nam thôi, còn bên Mỹ 60 tuổi vẫn gọi là trẻ quý vị ạ. Đấy, quý vị thử nghe tất cả các cái chương trình gọi là chạy đua Miss Term hay là dân tổng thống các kiểu đấy, nếu như mà ai mà chưa ở cái ngưỡng 60 tuổi thì chưa đủ chín chắn, chưa đủ kinh nghiệm để cho người ta bầu. Nên tại sao mà ở bên Mỹ toàn những cái chức vụ cao là thường là toàn là người già, người nhiều tuổi chứ người ít tuổi. So với bên Mỹ thì ở cái độ tuổi 60 như vậy thì họ cho rằng là độ tuổi gì? Bình thường, người ta lại gọi là cái độ tuổi đang ở trong cái gọi là đà hăng say, gọi là làm việc hiệu quả nhất. Đó chứ không như ở Việt Nam 55 với cả 60 là cho về chuồng, cho về hưu hết rồi, là coi như là ở là ôi dồi tôi già rồi, bố ba già rồi, ba bao nhiêu tuổi rồi. Nếu mà đang nói chuyện với một người bên Mỹ thì cái người đó nói là tôi 60, tôi ở Việt Nam tôi về hưu 5 năm nay rồi, tôi già lắm rồi. Thì ở bên Mỹ mới là tuổi gì? Mới là cái tuổi 60, lại chính là cái tuổi mà người ta dùng cái từ là được lợi lựa chọn rất nhiều các cái vị trí đó. Thì thành ra là quý vị yên tâm đi, sang bên đây cứ 60 vẫn là trẻ, lên lên đầu 8 thì mới gọi là có tí tuổi thôi. Mới là có tí tuổi thôi đó, chứ chưa phải là ông cụ bà cụ đâu. Ngay cả bà POC đấy, nghe giọng mà không nhìn mặt nó vẫn trẻ lắm luôn. Nhìn mặt thì mới biết là bà ấy già, chứ còn nếu mà nghe giọng bà quay mặt đi á, nghe cái giọng của bà cực kỳ luôn à. Chị Kim nói gì đây? Trời đất. Úi dồi ông già đó. Ôi ông chống gậy ông đến nhà em, ông nói thẳng với ông xã nhà em cơ. Ông bảo bà ấy là bị bệnh thần kinh, suốt ngày chuẩn bị suốt ngày lẫn lộn rồi đốt nhà ông ấy mấy lần nọ kia, cho trông con nhà 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 chú thì ông nói tiếng Anh á, tại vì ông này ông ở đây chắc bao nhiêu đời rồi, ở đây thành người Mỹ rồi, ông nói tiếng Anh giỏi lắm. Thì ông đến ông gặp thằng ông xã nhà em, ông bảo đừng có nhận bà làm mấy các kiểu đó đấy. Thì cái thời kỳ đấy chị bỏ nhà cái ông đấy không chịu được thì đánh nữa, đánh chị nữa đâu quý vị. Rồi chị đi máy đâu chị còn ghi âm các kiểu các loại nữa cơ đó. Rồi bây giờ cũng thi bốn bốn năm lần mới đậu quốc tịch, khổ. Tại vì chị cũng nhiều tuổi rồi, thì ở qua trước cả Vanessa cơ, thì chị qua là hơn 10 năm rồi. Thì bây giờ chị thi sau khi có quốc tịch, đấy là năm ngoái chị có quốc tịch thì phải, thì chị mới bắt đầu tính là 6 tháng ở đây và 6 tháng về Việt Nam. Đó thì quý vị biết không, đi làm thì tính của chị này thì thực sự là em đã quen chị rất là lâu rồi, cho nên cũng rất hiểu tính chị. Ở ở Sài Gòn chị là lá ngọc cành vàng quý vị, giống như kiểu là nhà cũng có của ăn của để, và cũng thuộc loại cũng thuộc cái gọi là trung lưu trở lên đó, chứ không phải là nhà nghèo hoặc là không có điều kiện đâu đó. Cho nên là con cái rồi tất cả người ta đâu có cần mình bảo lãnh cho chúng nó đâu, cho nên mà con cái toàn lấy diễn viên lại toàn là những người nổi tiếng con. Thế mà cuối cùng không hiểu sao mà ở bên này cứ không về, cứ cố quốc tịch, xong quốc tịch xong rồi đấy quý vị thấy không? Không phải là ai cũng ở Mỹ mà được đâu. Chị đi làm chị không chịu được. Cho nên là đi làm 10 chỗ thì chắc một tháng phải nhảy nhót đi bao nhiêu chỗ luôn. Đấy đi làm thì cũng coi như là cái tính cách ấy, chắc là chủ nó hốc hách quá là không có chịu được, chứ còn phải nhịn này. Tại vì làm ở trong nhà hàng đó, làm trong bếp đó quý vị. Chứ có phải là làm những cái công việc khác đâu, làm ở trong bếp mà làm ở trong nhà hàng á, nhiều khi người ta giục này rồi người ta nói những cái từ coi mình giống như kiểu người làm, thì tất nhiên mình là người làm, họ phải coi mình giống như người làm rồi, thì lại ý lại lại không lại, lại dỗi kiểu như vậy đó quý vị, thì chả bao giờ làm ở đâu được quý vị ạ. À, chỉ bỏ lên bỏ xuống hết chỗ nọ chỗ kia không ấy được, không không có không. Ở nhà anh Thắng Trần bảo muốn giữ ông xã thì mặc áo dài thường xuyên.
Nói thật với anh Thắng là ông ấy không nhìn thấy em mặc áo dài đâu. Ông ấy đi á, thì em mặc thôi. Ông về là em đã ở trong bộ đồ bộ gọi là dùng cái từ gì nhỉ? Tiếng Anh nội trợ gọi là gì? Mặc bộ đồ bộ của bà nội trợ rồi anh trai ơi. Chứ á, trời ơi làm sao mà mặc như này. Ông ấy bây giờ ông ấy đi làm ông không nhìn thấy á. Chả biết ông có nhìn thấy không, camera gắn tứ phía. Ông ấy nhìn thấy mình đang livestream mà ông ấy bấm cửa liên tục luôn. Em ngồi em về em hỏi ông ấy là chứ tại sao ngồi làm kiểu gì mà cứ bấm cửa liên tục thế, là thế nào, là cái khóa cửa nhà em nó là cái khóa tự động ở trên cái này, nó có cái app đó, cái đó thì mình cứ bấm mở mới bấm lock á. Chắc là ông cứ thử sao làm giật hết cả mình, tưởng nhà có trộm. Tự dưng cái khóa không động gì đấy mà tự dưng nó quay mở ra, thì quý vị nghĩ xem, chả sợ hết hồn luôn. Tính mình thì đã sợ ma thì chớ, em không phải sợ 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 ma cướp các thứ đâu, mà sợ ma thật đó, mình có cái tính nhát chết đó. Cái ngày mà mới sinh con bé là em toàn phải đi thuê người, nhiều khi không muốn thuê phải thuê á. Ông đi công tác hẳn những 1 2 tháng trời liền đó, phải thuê người chả còn phục vụ người ta luôn á, chỉ cần người ta ngủ thôi. Người ta ngủ ở trong nhà cho nó có người không quý vị, nhà nó rộng quá thành ra nhiều khi sợ. Nhưng mà cái ngày đấy thì chắc là vừa mới sinh con bé xong cho nên là mình bị như vậy, chứ còn bây giờ con bé nó lớn rồi á, em không bị sợ nữa rồi, chứ ngày đấy em sợ tối thật, sợ ma đó. Ok, ôi rồi hai người bị đâm trong thang ghét ở Los Angeles nè. Oh my god, sao dạo này toàn những cái vụ việc ghê quá luôn á, ở thang ghét luôn nha quý vị ơi. Cho nên là tại sao tất cả những người mà đi tập thể dục là một này, tại vì hôm qua quý vị thấy đó, ở trên chỗ Fountain Valley ngay gần sát nhà bán xả luôn, cái phố đó là phố cắt từ dưới của cộng đồng người Việt lên đến mãi trên trên phía beach ở trên chỗ Surrey Thuận này luôn này, từ nhà em ra đấy cũng có đoạn thôi đấy. Đi tập thể dục với quý vị mà vớ phải cái thằng nó say rượu thì quý vị nghĩ mà xem, đã gọi là say rượu mà nó lái xe rồi thì thôi, mình biết rằng mình đi cẩn thận, nhưng mà làm sao biết được là 100% tất cả những người lái xe đều là những người đi cẩn thận. Cho nên là khi quý vị đi tập thể dục á, quý vị cũng cực kỳ cẩn thận. Như vé sáng hôm qua về cũng thế, là em thấy em cũng giật mình luôn á, trời tối nhá nhem, tại hôm qua em đi đón con em xong em lại còn đi rẽ qua Walmart, thành ra là cũng không về ngay, đến lúc về nó tối tờ trời 5 rưỡi nó đã tối đen rồi. Mấy người đi tập thể dục á, mà mặc còn mặc không mặc đồ trắng đâu, không mặc đồ sáng đâu, còn mặc cái bộ đồ như kiểu màu xám xám tối tối thôi, nhìn nó lẫn vào cây cối không rõ luôn á, mà đi lù dù dù giữa đường luôn, có nghĩa là không đi trên đường của người đi bộ đâu quý vị. Ôi rồi mình phanh gấp, nó cứ giật mình cứ vèo phát luôn đó quý vị, tại vì mình nhiều khi mình đang đi thong đi đi theo cái tốc độ như vậy, xong là mình cũng không nghĩ là có người lại đi ở cái đoạn đường đó. Cái đường đó là cái đường rẽ về nhà thôi đấy, thì chỉ cần quý vị không để ý một phát thôi, nó mờ lắm, nhìn nó không rõ, nó giống như màu lá cây luôn à, nhìn đâu rõ đâu đấy. Thì những cái người mà cứ lang thang đi tập thể dục mà không đi đúng vào cái đoạn đường, mà tốt nhất là đừng có đi ra những cái độ chỗ đường mà ví dụ như là ngã rẽ các kiểu, ui sợ vào sừ được. Nếu mà đi bộ thì đi đúng lên cái đường của người đi bộ thôi, thì không bao giờ sợ nó đâm, không làm xe nào mà nó lên trèo lên tận trên cái ngáng đấy là nó đâm quý vị được. Chứ còn bây giờ đi ở những cái chỗ đấy là mình phải cảnh giác. Tự dưng người có hai người bị đâm trong thái, cái để em xem là vụ ở lại ở Los Angeles, trời ơi Los Angeles bây giờ nó như một cái ổ luôn đấy cả nhà, ghê hồn luôn. Vừa rồi từ Mỹ mà có cái vụ mà bắt được ma túy đá rồi các kiểu mang qua đường 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 không biết đường đường vận chuyển gì mà họ bắt được vừa bên Việt Nam đó quý vị, trà trộn vào các cái sản phẩm ví dụ như cà phê rồi thuốc các kiểu, quý vị thấy có dã man không? Đấy bây giờ dùng mọi hình thức luôn, tại vì kiếm tiền ở những cái đấy nó được nhiều quá mà người ta bất chấp. Ở bên Việt Nam mình thì cái nghề buôn ma túy thì lại rất là nhiều người làm. Đó, hai người gồm cậu bé 9 tuổi luôn này bị đâm một cách vô cớ trong cái siêu thị Target ở trung tâm Los Angeles. Oh my god, đây là một cái điều không tưởng tượng nổi luôn quý vị ơi. Nghi can là một người đàn ông 40 tuổi bị nhân viên bảo vệ bắn chết ngay lập tức, ông Michael Moore, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Los Angeles cho hay trong buổi họp báo tối hôm qua. Sự việc bắt đầu khoảng 6 giờ 40 phút tối thứ ba khi mà nghi can đến gần cậu bé nêu trên và liên tục nói ông ta sẽ đâm chết cậu bé. Ông Mo cho hay thêm, cậu bé cố bỏ đi chỗ khác nhưng nghi can bất thình lình tấn công và đâm trúng lưng cậu bé mà không hề khiêu khích thêm những gì nữa. Điều thật là buồn cười nhỉ, sao tự dưng đi đâm một cái thằng bé như vậy. Nghi can cầm con dao nhà bếp 9 tới 10 inch mà ông ta lấy trong siêu thị
theo như ông cảnh sát Mo cho biết. Sau đó thì nghi can đi tới một chỗ khác trong siêu thị và đâm trúng ngực một người phụ nữ chỉ có 25 tuổi. Rồi thế là một cậu bé 9 tuổi và một cô gái 25 tuổi. Ôi mà. Sau đó thì nghi can đi ra phía trước của siêu thị và đụng độ một nhân viên bảo vệ có súng. Nhân viên này đã nổ súng khi nghi can vẫn còn cầm con dao và định tiến về phía của ông ta. Nghi can bị bắn trúng bụng và được đưa đi bệnh viện nhưng đã được công bố là qua đời ngay sau đó. Theo như ông cảnh sát Mo cho biết, cậu bé bị vết rách sâu phía vai trái và trong tình trạng nguy kịch. Đó. Ủa thế may quá cậu bé này có khả năng được chữa đó. Họ nói là có khả năng sẽ chữa trị được. Còn nạn nhân nữ thì đang bị mổ và điều trị vết thương và có vẻ rất là nguy kịch. Ban đầu thì cảnh sát cho biết có 3 người bị đâm nhưng ông Mo xác nhận thì 2 người bị đâm và người thứ ba thì bị tránh được nhưng mà ngã bầm mặt và lao ra khỏi siêu thị. Đó, lúc sự việc xảy ra thì cảnh sát đang có mặt ở khu vực đó để giải quyết một số vụ việc khác nên có thể đến hiện trường nhanh chóng để cứu các nạn nhân. Đó. Và bây giờ họ vẫn đang điều tra thêm cái manh mối của cái cuộc này tại vì cái ông kia bắn chết mất rồi thì kéo khi không lấy được cái manh mối đó cả nhà. Em đọc qua lại một chút xíu của bà Pelosi cho quý vị nghe nha. Bà Pelosi chính thức không giữ vai trò lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới nữa vì Đảng Dân Chủ đã thua đó quý vị. Cộng Hòa đã lấy Thượng viện, đã lấy Hạ viện rồi. Đương kim Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết vào ngày 17 tháng 11 trong bài phát biểu rằng sẽ không giữ vai trò lãnh đạo ở Đảng Dân Chủ trong nhiệm kỳ tới tại Hạ viện, nhưng vẫn tiếp tục phục vụ trong vai trò làm dân biểu sau khi phía Dân Chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa tuần vừa qua. Theo như bản tin của Thông tấn cho biết, bà Pelosi loan báo quyết định này trong bài diễn văn đọc trên sàn Hạ viện, nói rằng bà sẽ bước sang bên sau, có nghĩa là đi rời lại về đằng sau đó, và ở cái vị trí lãnh đạo phía Dân Chủ và bà đã ở trong cái vị trí suốt gần 20 năm. Sau khi xảy ra cuộc tấn công nhằm vào chồng bà thì bà ông Paul Pelosi thì hồi tháng qua tại nhà của hai vợ chồng tại San Francisco thì bà Pelosi là người phụ nữ đầu tiên giữ chức lãnh đạo Hạ viện ở Mỹ lâu nhất và sẽ tiếp tục ở lại với tư cách là dân biểu mà thôi. Đại diện cử tri vùng San Francisco như bà đã làm trong 35 năm qua khi Hạ viện tái nhóm vào tháng Giêng năm tới. Thì coi như là không còn chạy đua cái gì nữa, bà đã thua rồi, dân chủ thua rồi còn chạy đua gì nữa, nhưng mà bà cũng tài thật không về hưu luôn. Bà Pelosi khẳng định rằng chúng ta nay phải làm mạnh mạnh dạn để tiến vào tương lai. Chủ tịch Pelosi cũ cho biết tôi sẽ không tái cử chức vụ lãnh đạo phía Dân Chủ trong khóa họp tới. Đối với tôi đã đến lúc có một thế hệ mới lãnh đạo phía Dân Chủ tại Hạ viện rồi. Và rất nhiều người nói là con gái bà đó quý vị, nhưng mà họ lại cho rằng sẽ không phải là con gái bà mà họ đưa ra một số những cái chức vụ. Ví dụ như ông Hoyer đó thì ông Hoyer và Vanessa thực ra cũng thấy ông này chuyên là cái người đứng ra để đưa ra các cái chương trình kế hoạch này và cũng là có nói rất là được nhiều người tin tưởng. Nhưng mà ông Hoyer này ông mỗi tội có mỗi một cái điểm đó là ông ấy già, ông già quá rồi cả nhà, ông già cũng ngang tuổi với bà Pelosi thì không biết là ông có được bầu hay không. Đó thì họ cũng cho rằng là ông đấy là sánh với một cái ông đấy, họ cũng nói đến thế này, trưởng khối đa số dân chủ Steny Hoyer và phó trưởng khối đa dân chủ là James Clyburn trước đây vẫn thường tham khảo về trong vấn đề này, liệu họ có lên thay nhường, liệu bà có nhường chỗ cho những người này hay không thì vẫn còn chưa biết, thì chúng ta cũng chờ xem. Thì có thể là số những người khác nữa, tại vì có một ông ở bên tiểu bang New York đó, thì họ nói rằng là có thể ông đó sẽ là lên, ông đó vừa là cái tuổi nó cũng phù hợp, nó không quá già rồi cũng rất là năng động, thì họ cũng đang tính như vậy. Tại vì bà ấy chỉ là dân biểu thôi thì họ sẽ phải bầu một cái người là trưởng khối thiểu số. Tại vì bên Hạ viện thì nó cũng như thế trên Thượng viện thôi. Thượng viện thì họ cũng phải bầu lại tại vì nhiều người ở bên Đảng Cộng hòa họ không có đồng ý ông Mitch McConnell á quý vị. Cho nên họ muốn là bầu một cái người mới. Còn Hạ viện thì cũng bà Pelosi bà cũng không làm nữa rồi thì bà chỉ là dân biểu thôi thì họ sẽ bầu một người thôi. Thì cái thông tin này chúng ta sẽ cập nhật sau. Ai sẽ lên làm trưởng khối thiểu số của Hạ viện thì Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị.
Thì bà PO xí chứ đời nào bà làm, thà làm dân thường còn hơn là làm chức trưởng khối thiểu số sau khi đã lên làm diễn giả rồi lại còn sắp già khú hụ như vậy rồi thì thôi làm như vậy xong đi về là vừa. Với bà già quá rồi đó cả nhà ơi, trời ơi 82 tuổi, cả tuổi mụ 83 luôn á. Có phải không nhỉ? Em tính để em thử tính xem phải không nha, 140 1040 này. À cả tuổi mụ mới là 1940. Cả tuổi mụ đúng rồi, cả tuổi mụ là 83, tại vì họ không ở đây họ không tính tuổi mụ là tính cái tuổi đẻ đó cả nhà. Ôi, 83 tuổi trời ơi. Mà giọng vẫn còn sang sảng luôn á. Chắc bà ăn nhiều sâm. Hỏi xem bà có ăn sâm không? Hay bà chỉ ăn vitamin không thôi. Không biết ở trên này mọi người có biết là cái giá ở Costco nó có ở trong 50 tiểu bang nó có giống hệt nhau không quý vị? Tại vì em có mua hộ, thực ra là mình mua hộ á, mình đi mất công đi rồi mất công nọ mất công kia, nhưng vì là mình là cái người bán hàng cho nên là họ nhờ mua thì mình mua giúp vậy thôi. Mà cái kem đánh răng Crest White đó quý vị, mà một bịch 5 5 5 5 hũ đó là mình mua 17 đồng 99, thì có đợt sale sale nó chỉ sale 2 đồng là căng thôi cả nhà ấy. Có đợt sale bán sàn nhìn là nó có 15 đồng 99 nhưng mà nó hết đợt sale lâu rồi, trong vòng mấy tuần nay nó vẫn không có sale, vẫn 17 đồng 99 mà em còn không tính tiền thuế luôn, em cứ tính nguyên cái tiền 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 cái tiền chưa có tính thuế nha, mà sau khi thanh toán phải tính thuế nữa đó. Mà họ nói là sale có 9 đồng 99 thì không biết ở trong đây có quý vị nào ở tiểu bang khác mà họ sale với cái giá như vậy không, tại vì có khả năng Cali nó là cái tiểu bang mà mắc mỏ nhất đó quý vị, thì có thể ở Cali nó mắc hơn. Còn quý vị mua ở tiểu bang khác thì có hay không? Nếu mà là bốn lốc thì bốn cái tip á và nó nhỏ hơn á thì có khả năng, chứ còn năm lốc thì từ cái thời xa xưa đến giờ, tại vì Vai Sà là cái người chuyên đi mua kem đánh răng, nhà em hay dùng dùng tốn lắm mà em còn gửi về Việt Nam liên tục nữa, cho nên là cái giá của kem đánh răng em nắm rất là chắc. Chưa bao giờ em thấy kể cả đợt sale thấp nhất luôn mà một Crest White á quý vị, mà đợt mà bảo là sale 9 đồng 99 thì chắc là hay là ở tiểu bang khác giá của Costco nó khác rồi quý vị. Tại vì em mua ở Costco là Costco của California mình đây này, mà phải mua ở bên ra đi ra store mua đó quý vị, chứ không không có mua trên online đâu, tại vì online nhiều lúc giá nó mắc hơn, mình ra store mình mua nó vẫn rẻ hơn đó quý vị. Được mà anh chị Yến Phạm, giảm hoặc là miễn phí là đều được mà. Từ từ trước đến giờ anh chị, con anh chị được là bây giờ con anh chị vẫn được. Ông Mason nói vào PLC thì rất giỏi trên mọi mặt kể cả kiếm lợi. Đúng rồi, bà giỏi lắm luôn á. Anh Mr. Khải ơi, trời ơi, giờ này chưa đi ngủ hả? Cảm ơn anh trai nha. Anh Taylor, chị Taylor Nguyễn, anh Taylor Nguyễn em cảm ơn nè. Anh Mason, cảm ơn anh trai nha. Đấy, em đi ra em show mấy cái áo dài cho quý vị nha. Rồi em show mấy cái món quà cho quý vị. Tin tức hôm nay chỉ có vậy thôi đó. Trời ơi, ngổn ngang. Thế để em đứng đứng lên ghế này. Áo dài. Đấy, mặc phải đi đi cái dép mà đi cái dép ấy vào cơ. Dép cao gót đó cả nhà. Đó thì quý vị nào mà mua cái mền điện này nha. Đấy, quý vị mua cái mền điện này, quý vị trải cái này lên, tại vì cái này nó không được giặt. Đó thì quý vị trải cái chăn mỏng này lên trên, hoặc cái ga của nhà quý vị có, không có thì quý vị muốn mua thêm cái chăn này thì quý vị mua. Bỏ cái này xuống dưới, tại vì là cái này không giặt được, cho nên quý vị phải lót một cái nhỏ lên trên này để cho nó đỡ bẩn, chứ không nếu quý vị nằm trực tiếp lên nó sẽ bẩn nó với cả nhà ấy, nó bẩn mà mình lại cái này lại không có giặt được thì nó rất là phí. Cái chăn này, cái mền này thì nó vừa là quý vị có thể dùng được, vừa đắp mùa hè cũng được, rồi mùa đông cũng được, tại vì nó rất là ấm, rồi để lót lên cái mền điện vừa rồi cũng được. Thì cái size này là size king size quý vị nha, king size. Nếu mà Vanessa bán là king size là 49 đồng 99, còn queen size thì là không có queen, chỉ có king với full size thôi.
Cái này 49 đồng 99, còn cái kia 39 đồng 99, cái này là king size nha, của giường king á. Nhưng mà quý vị dùng cho giường queen các thứ đều được hết, nó phủ trùng tung tĩnh được không sao. Đó thì còn cái này là full size. Thì em sẽ tặng nha quý vị nha, với những người nào mà mua hàng lên từ 300 đồng trở lên em sẽ tặng quý vị cái chăn này. Rất là rộng. Rất là đẹp luôn, màu xanh và màu hồng. Đẹp, ngấy ngậy ngây luôn. Đẹp lắm, mà rộng mênh mông luôn. Đấy, màu xanh này. Đây, màu xanh đây. Thì em sẽ tặng quý vị cái này, cái trường cái gọi là món quà đặc biệt. Toàn chữ Hàn Quốc luôn. Này, brand của Hàn Quốc á, made in ở đâu? Made in ở đâu luôn. Đây, cái này thì là full size. Đấy, full size này. Màu xanh. Full size. Cái này nó mềm sờ sướng luôn, lắm luôn nó cả này. Cho xong là mùa hè bỏ cái chăn điện ra, cái chăn này có thể làm chăn đắp mùa hè được luôn, làm vừa làm ga để phủ lên cái chăn điện đấy mùa đông. Xong là mùa hè quý vị dùng được, làm được chăn 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 đắp mùa hè luôn đó. Mềm đó, mềm lắm luôn đó. Thế còn mua mua những cái mặt hàng khác thì em vẫn sale thousand là mua 2 tặng 1 cho quý vị nha, thousand đó. Sâm sale mua 2 tặng 1 cho quý vị này. Đó, còn tặng quà ấy, thì có hộp này quý vị muốn mua để làm quà tặng cũng được, 39 đồng 99, rẻ khủng khiếp luôn. Cái hộp y hệt những cái hộp đợt trước em bán 69 đồng 99 đó. Giá của nó đợt trước là hơn 100, sau đấy nó sale xuống còn 69 đồng 99 thì nó y như cái hộp này luôn này. Thì quý vị lấy cái loại whitening trắng kia cũng được, hay lấy cái loại aloe này cũng được. Aloe dành cho những người mà da bị dị ứng khô rồi nó cứ sờ nó cứ chán, nó cứ sần sần với các kiểu đó quý vị. Thì cái này nó vừa là dưỡng ẩm, vừa là dưỡng, tại vì nó là aloe, cái này thì là aloe nhưng mà aloe clinic nha, cho nên nó khác đó quý vị. Đó, hộp như này gồm một bộ hai một hũ kem này, một hũ emulsion này, một hũ nước hoa hồng này, với 2 hũ du lịch này nữa, rẻ cực kỳ luôn đấy. Thì quý vị mua xong là em sẽ bọc quà vào cái hộp này, nó rất là đẹp sẵn rồi, bọc quà quấn quà vào cái hộp này cho quý vị luôn để quý vị làm quà tặng cũng được đấy. Thì ai muốn mua thì đặt cái hàng này là cũng rất là hợp lý luôn. Bộ này tại vì da ở bên Mỹ mình nó hay kiểu dạng như mùa này nó rất là khó chịu, mà cái hộp này cũng rất là giá rất là đang được on sale rất là rẻ luôn, thì quý vị dùng để làm quà vừa lịch sự mà giá trị của nó lại tuyệt vời, không sợ bị hỏng da với những cái kiểu da ấy đâu. Dùng những cái kem các thứ linh tinh đâu, made in Korea quý vị nha, toàn đồ made in Korea hết. Thì quý vị mua là quý vị thường là quý vị sẽ sợ là bôi những cái thứ linh tinh nó hỏng da, nhưng cái này nó không phải, loại cái này là clinic nha, mà lại còn là aloe nữa, yên tâm 100% luôn. Da mà đang bị dị ứng thì dùng cái này nó cũng hết cả dị ứng luôn, da đẹp mịn mà mượt sướng, thích cực kỳ luôn. Nó phải là không, đấy không phải mền điện đây ơi, đấy là cái ga trải trên đó, mền điện đây anh ơi. Mền điện chỉ có 2 size, size lớn và size size 2 người nằm và size 1 người nằm thôi. Đây, cái size này là size 2 người nằm. Đây, mền điện anh lắp dưới xong trải kia lên tại vì không giặt được á. Đây, ổ cắm điện đây anh này. Đấy, cái nút cắm điện đây, còn cái dây cắm của nó đây. Đây, dây cắm đây. Mền điện này phê luôn, sướng lắm. Mền điện này xịn sò lắm cả nhà. Có 2 màu, màu hồng, màu xanh cả nhà. Còn cái ga trải lên cái mền này để nằm á, hoặc là dùng để làm chăn mùa hè, mền mùa hè luôn á, thì cũng có 2 màu, màu xanh, màu hồng đây. Dây rất là dài, cắm vào cái chỗ góc giường á. Xong rồi luồn cái này vào. Cái phích này, luồn này. Mùa này thì nó lạnh ở cả nhà, cắm lúc mình trèo vào giường thôi, cũng không cần cắm cả đêm, không sợ tốn điện, cắm cho nó nóng lên thôi là mà sướng phê luôn rồi. Chứ quý vị lạnh toát luôn, tắm xong chui vào
người nó lạnh toát, xong rồi bật điều hòa thì khô. Đừng bật điều hòa, à, đừng bật cái máy hít thở trong phòng, nó khô lắm cả nhà ấy. Dùng cái này đi ngủ còn sướng hơn. Đấy, cắm vào như này, đơn giản thôi. Nó rút ra. Rút ra như này. Dây rất là dài luôn. Đây áo dài. Trời, em đi chân đất cả nhà. Áo dài đây cả nhà, ai mặc nó nào vào nó cũng đẹp lắm luôn đó cả nhà. Tất cả mấy cái này đều là, đây cái này cũng thế này. Cái này cũng 15 đồng 99 này, cái này cũng 15 đồng 99 này. Đây, con này cái này là gấm nha, cái này gấm đắt nhất này quý vị ơi, cái này gấm là 45 đồng cơ. Đó, cái logo thì 19 đồng 99. Cái chấm bi này thì 15 đồng. Đây logo Chanel này. Đây em mặc vào cho quý vị xem đẹp lắm. Em mặc cái Chanel này vào nha. Ở đây cái logo Gucci hôm qua em mặc cái này. Cái hồng này hôm qua ba sàn mặc đó quý vị. Cái hồng Gucci đó. Đây cái này 3D lụa cũng 15 đồng thôi. 3D lụa màu trắng này. 3D lụa màu xanh này, 3D lụa màu vàng này, 3D lụa màu 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 cam cam đỏ đỏ này. Màu tím này. Màu tím đẹp lắm. Đây em mặc cái để em thử đi. Cái Chanel này cho quý vị xem. Chanel này, cái Chanel này hình như ở cái logo hình như là size S gì hôm qua ba sàn mặc ở logo á, thì em thấy nó ấy hơn, nó size nó bự hơn hay sao, size S mình mặc vừa nhưng mà cái lụa 3D này thì size M mình mới mặc vừa, nó cho nên size thì từng tùy từng cái, tùy từng loại nha quý vị nha. Em đứng chỗ nào để em mặc được nhỉ, không cởi ra đây mọi người nhìn thấy. Chắc đi hẳn ra phòng bên kia cho nó an toàn. Lại đứng cái chỗ mà không cởi ra mọi người lại nhìn thấy thì thôi chắc buồn cười. Size thì size M mà cái logo vai mặc là size S thì mới là vừa dáng của ba sàn. Sợ size M là hơi ấy, hơi rộng. Đúng là rộng thật. Cái logo này mình phải mặc size S thì thôi. Size M rộng cả nhà. Đấy, thấy chưa? Size M rộng này thì chứng tỏ là cái lụa kia là phải mặc size ấy hơn. Em mặc size S thì hôm qua là vừa in luôn á, nhưng mà cái size M này hơi rộng này. Đó thì bây giờ biết rồi nha, logo là mình phải mặc size S thì còn cái lụa 3D kia thì mình mặc đứng xa. Lụa 3D kia thì mình mặc size S thì đấy, áo dài. Cái này cũng đẹp lắm cả nhà ơi. Đấy, đẹp chưa? Mỗi tội hơi rộng tại vì em mặc cái size cái logo thì em phải mặc size S thì cơ, cái logo này là Chanel, logo Chanel. Logo thì 19 đồng 99, còn lụa 3D chỉ có 15 đồng. Đấy. Nhiều màu dáng. Gấm, gấm thì mắc nhất, thì ai muốn mặc gấm thì quý vị có thể lấy gấm cũng được. Em mặc thêm một cái nữa cho cả nhà mình. Đây là cái mình 3D. 3D nó nhiều màu sắc đẹp lắm luôn à. Đó. 3D toàn màu đẹp lắm.
Đây 3D 15 đồng có cả màu đỏ này luôn này. Màu đỏ này cũng rất là đẹp này. 2XL. Đây tí em thử mặc cái này xem, cái tay bồng hoa hoa văn này xem. 3D lụa 3D cũng 15 đồng. Màu trắng này 2X lạc nha, ai mà bự hơn ba xà mặc đẹp lắm. Đây cái này gấm này, gấm. Thì gấm thì tí em mặc thử cái gấm cho quý vị xem. Đây cái này 3D lụa 15 đồng. 3D lụa 15 đồng. Toàn 3D lụa hết mấy cái này bằng 3D lụa. Đây cái này size S thì ban xà thử mặc xem có vừa không nha, em thử mặc cái size S này xem. Thử cái size S này, cái chấm này cũng đẹp lắm nhưng mà em sợ rộng tại vì cái này X là không biết mình mặc chắc là rộng. Đấy cái này 3D mà đẹp không cả nhà ấy. Để em mặc cả hai cái này cho mọi người xem. Cái này 2X lạc bự quá. Thì ai 135 là mặc vừa đó. 135 phao. 130, 135 là vừa. Đúng là size họ may kiểu gì cả nhà. Cái này cũng 3D lụa này mà sao size size S gì em mặc vừa luôn này. Size S gì luôn. Trời đẹp quá trời luôn, em thích cái màu này. Này phải đi đi dép cao gót lên nó nhìn nó tôn dáng nó đẹp. Trời ơi. Ôi cái này đẹp thật đó, trời ơi. Nhìn cái này thích thế. Lụa sờ người nó mịn, sờ người nó sướng luôn đó cả nhà. Đẹp không? Mà rẻ nữa chứ trời ơi, nói thật với quý vị là ở trong Sài Gòn bán rẻ thật. Ở ngoài Hà Nội Va Xà chưa bao giờ hàng này hàng Sài Gòn đó. Chưa bao giờ Va Xà mua được cái áo dài với cái giá gọi là dưới 300 nghìn. Chưa bao giờ, toàn tiền công cũng phải tầm đấy tiền rồi. Nó mắc lắm luôn. Cho nên là mình quá là bất ngờ luôn á. Nhưng mà bình thường nếu mà bán thì phải bán hơn thì mới có lời. Nhưng mà đợt này đang vui nữa, rồi thì em sell cho quý vị nữa. Tại vừa phải mất công rồi, rồi mất tiền ship, mất tiền các loại các thứ luôn. Nhưng mà vì mình bán cùng với các thứ á, chứ còn quý vị mua áo dài không, quý vị phải mất tiền ship với nhau. Mua các thứ lẫn lộn thì bán xào free ship cho quý vị. Hoặc nếu mà mua không thôi thì phải mua nhiều. Có cái áo đỏ đỏ chị ơi, màu đỏ hả cô ba Sài Gòn. Nên cái này mặc á, mình đi cưới xin này hoặc là đi, nhất là đi những mấy ngày lễ, ôi đi chơi á, rồi đi chùa đi chiền các kiểu mặc như này là rất thanh lịch luôn. Đúng là đậm 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 chất, đậm đậm chất của người Việt là Việt Nam mình luôn, dáng của em. Vâng, cảm ơn chị yêu. Đấy cái áo đỏ đó, cái áo áo nào chị Kim, áo này hả? Cái áo này em thích lắm. Trời ơi em mặc vào vừa in dáng em luôn này. Đẹp. Áo này thích quá. Trời ơi, đẹp lắm luôn cả nhà. Cái áo này ba xà rất là thích này. Nhưng mà nó hơi rộng. Để cứ thử mặc nha. Rộng lắm. Ủa 2 2X lạc làm sao mình mặc vừa được. Thôi mặc thử cái gấm đi. Thì cái này cũng đẹp quá trời. Nhưng mà cũng rộng mênh mông. Cái vàng này cũng sai lạc đấy. Nhưng để em mặc thử cái vàng này nha. Cái vàng này cũng đẹp này. Mà rộng. Chắc chắn là mình mặc sẽ bị rộng. Trời ơi, cái vàng này thế mà không 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 rộng lắm đâu. Chứng tỏ là họ may không đều á. Thì cái nào mà muốn bán cho mọi người em phải thử trước. Thì em mới chọn size chuẩn cho quý vị rồi. Ui đẹp lắm luôn. Màu vàng cũng đẹp này. Thướt tha. Màu vàng này đi 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 kiểu áo dài đi
tiệc cưới có thứ, nhưng mà quý vị phải chọn cái áo ngực ở bên trong màu da hoặc là màu màu da thì nó đỡ, em màu đen thành ra nhìn nó lộ. Ôi màu vàng thì thế mà sai sai lạc có cả nhà ấy. Hơi hơi rộng tí xíu thôi chứ cũng vừa. Ôi mặc thích thật, trời đẹp lắm luôn. Trời áo dài như này mà ở ngoài Bắc không có giá đó đâu cả nhà ơi. Trời ơi, ở ngoài 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 Hà Nội á, đây nó quá rẻ luôn. Một cái áo dài đẹp như này mà bao nhiêu vải như vậy mà sao họ bán rẻ vậy chứ. Thì có cành đào này, cái áo này chỉnh chuẩn chuẩn ngày lễ Tết. Rồi đẹp quá. Đẹp không cả nhà ơi, rồi em mặc cái áo vàng này em cũng thích này. Trời màu nào cũng đẹp luôn. Em mặc sang cái gấm cho cả nhà mình nha. Em mặc cái gấm này. Ai có yêu cầu mặc cái mặc cái màu nào thì comment nhắn cho bác xà, em sẽ vào em nhìn comment để em mặc mặc theo yêu cầu của quý vị. Đây đi gấm size M mình cũng mặc vừa chứ size S không mặc được đâu quý vị ơi. Size M. Cái này là gấm nha cả nhà, gấm thì nó khác á, nó dày hơn này. Rồi nó không nhìn ở thấy ở bên trong toàn là hoa văn như này thôi. Ba ba cái màu màu lòng tôm này, màu hồng nhạt, đây là hồng này, hồng đậm. Đó. Em xem mọi người. Chị Phương Trường ơi. Anh ba, ba bị ủa. Đấy thì cái này gấm này. Gấm này thì đi 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 đâu quý vị mặc cái quần trắng nha, tại vì cái gấm cái màu này mặc cái quần trắng đẹp hơn, quần đen thì nó không hợp bằng quần trắng. Rồi cái gấm này đẹp thật ý, mà size này size M mà em mặc vừa đó cả nhà, nhưng hôm qua em mặc cái kia size S này mà sao hôm nay em mặc size M cái này luôn. Đây quý vị nhìn gần cái chất vải của nó này, gấm này đẹp lắm luôn. Đấy, gấm có màu lòng to, màu hồng nhạt các kiểu luôn. BB này em cũng thích này, để em thử cho quý vị, hơi rộng nha, nhưng mà em thử cho quý vị. Màu đỏ luôn nữa này, nhiều màu quá. Gấm thì nó dày hơn cái kia mỏng hơn. Thế mà cũng rẻ, trời ơi. Cái loại logo đó. Trời, cái này chắc em bơi. Ủa, cái này chắc em bơi rồi cả nhà ấy. Cái này 2X lạc nha cả nhà ơi, em không mặc vừa nhưng mà em mặc vào để cho quý vị nhìn đi. Cái dáng rồi. Em đang bơi. Đó cũng đẹp không? Cái này tay bồng, tay kiểu này, tay bồng như này. Trời ơi, cái này đang bơi cả nhà nó rộng như này luôn. 2X lạc. Đấy, thế mà mặc rộng mà vẫn còn đẹp như này. Logo. Ôi đẹp quá. Ui sở sướng luôn đó cả nhà ấy. Cái kiểu này kiểu tay bồng này. Mỗi tội rộng quá không nhìn thấy eo đâu rồi. Phẳng lì đi. Cái này là 2X lạc nha mọi người. 135 hay là 140 gì đấy. 130 cho đến 140 đi. Động mênh mông. Tay bồng, tay bồng. Trời cái này cũng đẹp này, trời ơi đẹp quá trời luôn. Đấy, like trực tiếp cho cả nhà mình nhìn đó, hình ảnh thực trực trực tiếp luôn nữa quý vị, chứ không mọi người bảo là nhiều người bảo làm video các thứ không. Cái này em là toàn người thật hình thật luôn. Đây cái đỏ này là là hình con công á, hình giống như kiểu là
Đây để em lấy cái đỏ hình con công tay bồng mặc cho mọi người xem, nhưng cũng hai ích lạc luôn. Cái đỏ hình công tay bồng thì cũng đẹp lắm luôn này. Nhưng mà size này size bự luôn nhé. Size bự cũng mặc thử cho mọi người xem. Đây tay bồng này. Cái này màu trắng đẹp quá mà cũng hai ích lạc luôn mọi người. Hai ích lạc thì đủ size đó mọi người, order là đủ size, lấy đủ size cho quý vị ở trong bao rồi chưa mang ra. Ở trong đóng gói thì chưa có mang ra nhỉ. Ủa cái này thì hơi rộng một tí thôi. Này là ếch nhạc hình công này cả nhà ơi. Ui đẹp quá. Trời ơi. Này quý vị phải đi ghép cao cơ thì nhìn nó mới tạo dáng. Trời ơi, cái vải này mặc vào thì người cũng thích luôn, nó mê luôn, nó cả nhà. Hình công này. Màu nó đá đá đỏ hồng đậm, xong dần dần xuống nhạt nhạt dần xuống dưới. Mà cái này tay bồng nó cho những ai mà tay mà có bị bự tay thì không sợ. Tại vì nó may kiểu như này là để cho mình đỡ bị lộ cái tay bự. Ôi em thích cái này thế. Chính là mình mặc cũng gần vừa, chỉ hơi rộng tí thôi. Size X lạc. Hình như là cái size này mình mặc vừa. Chắc là họ may cái kiểu mỗi đấy. Em mà lấy hàng cho ai em phải thử trước em mới rồi em mới cho vào cho quý vị. Tại vì size nó mỗi một kiểu nó khác size nhau á. Kiểu này thì phải size mạnh, size bự hơn mới được này. Trời ơi cái hình dưới này hình công đẹp thật đó. Thích cái hình dưới này. Đấy, mặc áo dài đá lạ luôn. Trời ơi, 15 đồng. Sao mà rẻ quá trời vậy. Rồi. Để em mặc nốt cái nữa nha, rồi em xin xuống. Màu xanh đấy. Ôi màu này cũng đẹp lắm luôn này cả nhà. Em thử cái này cho quý vị xem nha. Đấy. Em thử cái xanh này. Cái xanh này mà size S thì sợ nhỏ không vừa. Tại vì cái này nó là 3D. Đúng rồi, cái này 3D size này hơi ấy này. Size S này hơi nhỏ vậy này. Em mặc hơi bị cứng. Em thì mặc size M. Size S không vừa. Hơi bị cứng cả nhà. Size này size S thì em không vừa. Em phải mặc size M. Đấy, tay hơi cứng này. Chỗ nách này thì vừa, nhưng cái chỗ này này, cái chỗ này nó bị cứng này. Ủa, cái màu xanh này cũng đẹp. Màu xanh thì đẹp quá. Cái màu xanh này ai mà khoảng 100 ly pao thì mặc vừa, chứ hơn 100 thì mặc sẽ hơi bị kích. Hoặc là tay của mọi người nhỏ thì vừa. Tay em hơi to. Và xả có cái nhược điểm mà tay tay hơi bị thịt bắp. Tay hơi bự. Nhưng mà cũng đẹp. Nhìn thấy không? Đúng rồi chị ơi, mặc lên đẹp thật. Chết rồi. À, em có điện thoại rồi.
Hello. Vâng, chị Hạnh à. Đúng rồi, nhà em mà. Sao lại không phải? Trời ơi, nhà em số nhà đó mà. Chị đang ở trước cửa chưa? Đâu, em cho chị tên số nhà rồi thay ở. Chị nhìn lại tin nhắn xem nào. Vâng. Trời ơi. Mà chị đến nhà em bao nhiêu lần, tí lần rồi mà bây giờ còn không nhớ. Chán đời. Đen thì chị rẽ vào đi, rẽ vào Rosell mà. Vâng, thì rẽ vào phố Rochelle đi. Để em ra cửa. Vâng, cùng một cái phố đấy, nó cắt phố nhà em mà. Cái phố đấy là phố dọc, còn phố nhà em phố ngang. Vâng. Bên tay trái chị ơi, bên tay trái. Thế nha, em đang live stream chị ơi, để em xuống đã. Không, cả cái phố nó ngắn có mười mấy nhà. Trời ơi, chị vào nhà em hàng tí lần rồi mà không nhớ thì thôi em đầu chị làm sao luôn á. Thôi để em xuống live đã, để em xuống live rồi em chạy ra ngoài em đón. Trời ơi. Cả nhà em xuống nha, em ra em đón cái bác vừa kể chuyện cho quý vị nghe. Bác chuẩn bị về Việt Nam, chắc bác bảo bác vào thì bác vào chơi em. Cái 3D lụa như này là chỉ có 15 đồng thôi chị mua Lê ơi. Còn cái logo ví dụ như là Louis Vuitton, Chanel, Gucci á, đấy những cái đấy thì là 19,99 đồng đó. Thế còn riêng cái gấm thì mắc nhất thôi. Riêng cái gấm, tại vì cái gấm vải họ lấy đắt lắm. Cho nên nó mắc là hơn 40 đồng á, là cái gấm. Cái gấm thì em lấy ít lắm, tại vì em nó mắc em sợ mọi người không mua, cho nên là em lấy ít nhưng mà mọi người lại có rất nhiều người lại thích, tại vì họ thích đi đi tiệc đám cưới chiếc mặc cái loại mà không phải là đi dạ hội á, ví dụ như những cái này là đi chơi, đi chùa, đi lễ hội, đi các kiểu thì đi được. Thế còn nếu như mà cái vụ gì mà quan trọng lịch sự nhất thì nên mặc cái gấm kia, ví dụ như ăn cưới đó, cưới hỏi thì mặc cái gấm đấy. Mọi người vào để em tí nữa em xuống em có thời gian em vào em up lên hình lên kia ấy, có đủ size hết luôn. Có size của chị luôn, chị mua Lê ơi, đủ size luôn. Đây để em để cái website rồi số điện thoại quý vị gọi cho em nha. 213605 3929 này. Website để chờ tí nữa em xuống em cho lên đã. Trời ơi, bảo cho lên website mà chưa cho lên được. Bán xà cây beauty. Còn đi bán hàng bán họ nữa, rồi đi đi ship hàng nữa. Rồi em cảm ơn cả nhà yêu dấu nha. Hẹn gặp lại quý vị nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà mình.